Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Việc kỷ luật một cán bộ cấp cao khi không còn tại chức, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Có nhận định cho rằng đảng thể hiện sự bối rối khi kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng. Tiếp theo là tạp chí Sức Khỏe, nói về vấn đề Việt Nam nâng cao mức cảnh báo sự lây lan của virus Zika. Trong phần 2 của chương trình là bài viết Cuộc chiến của đảng và chính phủ. Liên quan đến môi trường, Việt Nam công bố danh sách các dự án có nhiều khả năng gây ô nhiễm. Và cuối cùng là những phân tích xung quanh việc chống tham nhũng của nhà nước Việt Nam. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối. Hoa Ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết buổi này. 15 người chết, 6 người mất tích, 20 người bị thương, cùng gần 300 ngôi nhà bị ngập và hư hại hoàn toàn trong đợt lũ chồng lũ ở miền Trung những ngày vừa qua. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng do lũ, bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum và Đắk Nông. Hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên chính thức đề nghị chính phủ hỗ trợ xấp xỉ 350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của đợt lũ thứ hai này. Trong khi đó, vào sáng hôm nay mùng 8 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo đợt không khí lạnh đang bao trùm các tỉnh biên giới phía Bắc có nguy cơ gây nên đợt lũ thứ ba cho các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Vào chiều cùng ngày, báo giới trong nước cũng loan tin mực nước ở sông Danh ở Quảng Bình đang dâng cao và đã có một người rơi xuống sông mất tích. Tại Hà Tĩnh, thủy điện Hố Hô, hồ Kẻ Gỗ và các hồ chứa gia tăng lưu lượng xả nước. Hiện khu vực huyện Hương Khê đã bị ngập trở lại và nước lũ ở sông Ngàn Sâu vượt mức báo động 1. Theo báo cáo của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên, nước ở sông Shreveport, Đắk Lắk đang lên theo điều tiết của hồ thủy điện. Tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng và ven sông thuộc địa bàn tỉnh này vẫn đang tiếp diễn. Cần khẩn trương bảo đảm tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên một cách kịp thời và có hiệu quả. Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong cuộc họp sáng hôm nay về chỉ đạo các giải pháp ổn định đời sống của người dân 4 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển xảy ra hồi tháng 4 năm nay. Trong vai trò trưởng ban chỉ đạo, ông Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương bồi thường và hỗ trợ gạo khẩn cấp cho người dân sau khi nghe báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là quá trình thực hiện kế hoạch bồi thường bị chậm hơn một tháng so với dự kiến bởi nhiều yếu tố, trong đó do các tỉnh miền Trung bị mưa lũ. Tại buổi họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 4 tỉnh đã tạm nhận được số tiền bồi thường 3.000 tỷ đồng, và tính đến ngày 7 tháng 11, người dân ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế nhận được số tiền 262 tỷ đồng trong đợt chi trả lần đầu tiên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kiến nghị bổ sung thêm đối tượng và định mức bồi thường cho người dân chưa có trong quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cố gắng hoàn thành việc hỗ trợ sinh kế cho người dân 4 tỉnh miền Trung và nhanh chóng báo cáo cho chính phủ trong thời gian sớm nhất. Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Hồng Hà khẳng định không thể đổ chất thải xuống biển khi trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến việc xin phép đổ 1.500.000 tấn chất thải xuống vùng biển Tuy Phong ở Bình Thuận của công ty điện lực Vĩnh Tân 1. Ông Trần Hồng Hà nói với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh bên lề diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016 rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét và đưa ra quyết định sau khi nghiên cứu và đánh giá cẩn thận. Tuy nhiên, quan điểm của ông là không thể làm như thế được.
xin được nhắc lại, hồi đầu tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Tổng cục Biển và Hải đảo về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến thẩm định hồ sơ cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ 1.500.000 mét khối chất thải xuống biển, với lý do là việc đổ thải trên đất liền có khả năng nhiễm mặn, gây ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của nhà nước không hiệu quả sẽ được xem xét cho phá sản theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa nêu là một trong những nội dung của nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 vừa được Quốc hội thông qua vào chiều hôm nay, mùng 8 tháng 11, với 82,39% phiếu tán thành. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp với 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động không hiệu quả. Các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ sẽ bị xử lý bằng hình thức cho thực hiện phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 tập trung vào 3 trọng tâm, bao gồm tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng. Tiếp tục bản tin chi tiết hôm nay, thưa quý thính giả, hàng trăm luật sư trong áo choàng thụng màu đen đã im lặng diễn hành trên đường phố trung tâm Hồng Kông nhằm phản đối một quyết định của Quốc hội Trung Quốc khi giải thích hiến pháp của Hồng Kông hay luật cơ bản để cấm các nhà lập pháp độc lập do việc họ tuyên thệ nhậm chức bằng cách phản đối Trung Quốc. Các nhà lập pháp Ba Kiêu Lớn, 30 tuổi, và dâu Wai Ching, 25 tuổi, có thể bị loại sau khi tuyên bố Hồng Kông không phải là Trung Quốc trong buổi lễ nhậm chức. Hội luật sư Hồng Kông, đại diện cho hơn 1.000 luật sư, bày tỏ sự hối tiếc về việc này và cho rằng Bắc Kinh đang có động thái quản thúc nền dân chủ của Hồng Kông. Hồng Kông là cựu thuộc địa của Anh, được giao lại cho Trung Quốc vào năm 1997 dưới danh nghĩa một quốc gia, hai thể chế, nhằm bảo đảm quyền tự do của Hồng Kông bao gồm một hệ thống pháp lý riêng biệt. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không che giấu ý đồ kiểm soát Hồng Kông theo chế độ Cộng sản, gây ra sự thất vọng lớn cho người dân ở bản địa, nhất là những người bất đồng chính kiến thuộc giới trẻ. Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Peru do cố gắng hạn chế sự thiệt hại chính trị đang đe dọa chiếc ghế tổng thống của bà sau vụ scandal Choi Soo-shin vốn đang làm rung chuyển Seoul bởi các vụ biểu tình tập trung hàng trăm ngàn người. Hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại thủ đô Lima năm nay sẽ tập trung vào vấn đề vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng do những vụ thử vũ khí mà thế giới lên án trong thời gian qua. Sự vắng mặt của Tổng thống Park Geun-hye có thể gây khó khăn cho diễn đàn vì Hàn Quốc là nước có liên quan trực tiếp đến các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, bù lại với sự vắng mặt này, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Park cho biết vào tuần trước rằng bà sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó dự kiến sẽ được tổ chức trong năm nay. Xuất khẩu của Trung Quốc giảm liên tiếp trong 7 tháng, tính từ tháng 10 năm 2016 trở về trước. Nhập khẩu cũng không khá gì hơn khi giảm xuống 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với con số 7,3% xuất khẩu giảm, Trung Quốc đang phải đối phó với thặng dư mậu dịch lên đến 49 tỷ 100 triệu tính riêng trong tháng 10 năm 2016. Mặc dù đồng nhân dân tệ đã phá giá liên tục trong suốt 6 năm qua, nhưng vẫn không thể kéo lại nổi xuất khẩu của các mặt hàng mà nó từng làm bá chủ trước đây vì giá rẻ so với các quốc gia khác. Các nhà phân tích kinh tế thế giới cho rằng, đóng góp thương mại cho nền kinh tế của Trung Quốc hiện đang thu nhỏ lại khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu trong nước. Đồng nhân dân tệ suy yếu hơn nữa vào ngày thứ ba sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết dự trù ngoại hối của nước này đã giảm gần 46 tỷ đô la trong tháng 10. Đây là đợt suy giảm lớn thứ nhì của Bắc Kinh trong năm nay khi dòng vốn thâm vào kho dự trữ của quốc gia này. Hãng tin Reuters cho biết Vatican đã đưa ra cảnh báo nếu chính quyền Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy việc tự tấn phong cho các giám mục một cách bất hợp pháp, thì ban giao giữa Vatican và Bắc Kinh sẽ không thể tiến xa hơn. Theo Asia News, một hãng thông tấn công giáo tại Rome chuyên về Trung Quốc cho biết
linh mục Dong Gon Hua, một tu sĩ hoạt động chui đã tự ý thụ phong mình trở thành một giám mục mà không được sự chấp nhận của Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Vatican cho biết hậu quả của việc tự tấn phong này có thể châm ngòi cho sự phân ly trong Giáo hội Công giáo Trung Quốc và phá vỡ các cuộc đàm phán giữa Bắc Kinh với Vatican. Tuyên bố không bình thường ở chỗ, trong quá khứ Vatican chỉ lên án giáo hội do chính phủ hậu thuẫn trong việc tấn phong giám mục mà không có sự cho phép của Giáo hoàng, nhưng chưa bao giờ xảy ra việc linh mục tự tấn phong trong phe trung thành với Đức Thánh Cha. Trong hơn 6 thập kỷ cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn phản đối mạnh mẽ quyền của Vatican tấn phong các giám mục, mặc dù Trung Quốc có khoảng 10 triệu người Công giáo trung thành với Vatican. Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, một bộ trưởng sau khi về hưu đã bị kỷ luật vì các sai phạm khi còn tại chức. Điều này cho thấy không còn chuyện hạ cánh an toàn khi về hưu như trước đây nữa. Tuy nhiên, qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau, khiến biện pháp kỷ luật giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật. Mặc Lâm tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này. Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ, trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta. Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cũng như đối với ông Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của BVTech, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cũng do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng, mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác. Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ, an toàn, để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an. Sáng ngày 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính ông Vương cho rằng, do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại. Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội, mặc dù chưa chính thức bị khởi tố. Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội, và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Xuân Thanh và Đình Duy đã cao chạy xa bay. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lại lo lắng khi cho rằng nếu nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật, rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng hạ cánh an toàn như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh, chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức, dư luận cho rằng đây là hành động đánh chiếc áo để răng người mặc áo. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết, nhận định của ông về vai trò chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này. Tôi thấy rằng về ông Nguyễn Phú Trọng, ông xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy, không hiểu tại sao. Ví dụ như cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì cái sai trái nó rõ ràng lắm, phải cái chịu trách nhiệm chính trong cái việc làm ăn cái thua lỗ 3.300 tỷ. Thế bây giờ là Vũ Huy Hoàng cũng như vậy, nếu mà có thể quy kết cái liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh như vậy á, tức Vũ Huy Hoàng là đã làm thiệt thòi của cho nhà nước và đã làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng và làm ảnh hưởng đến cái lòng tin của nhân dân. Khi mà giao cho ông ấy cái nhiệm vụ, ông ấy nhận cái nhiệm vụ
làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông thanh minh cho tham nhũng. Ông bảo là Đường Tăng cũng phải hối lộ. Rồi ông bảo là nếu mà đánh làm tham nhũng thì tư khéo bó đảng, là đánh chuột khéo bó mình. Nhưng mà bây giờ cái câu gần đây nhất là hết sức dở. Người ta chê cười là ông bảo là đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta, vân vân. Đấy là lời nói, chứ còn việc làm tôi thấy là vô tế sự, không làm được cái việc gì nó ra cái ồn ào. Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể, khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này. Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức, vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thãi, còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu. Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được sự đồng tình, vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Bây giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng Hoàng, hội nó đến đâu, sự đến đấy, nó xả xẹo bao nhiêu tiền của rút loạt lấy lại, nộp lại cho công quỹ. Cái trò ấy làm nó và tào lao cho vui vui thế thôi chứ không ăn thua gì đâu. Những cái ấy có chức có quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, cướp đoạt lại tất cả cái bọn lưu danh ăn cướp của dân của nước lâu nay. Không từ ai cả, từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng, đến huyện Sinh Hùng, đến huyện Phú Trọng, với đại quan phúc tiếng, phải xem xét lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được thì mới nó rành mạch. Chứ còn hiện nay làm cái này thì là như kiểu là xe nọ đánh xe kia đấy thôi. Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự, bất kể ông Tổng Bí thư có nỗ lực thế nào để nhằm triệt hạ ông. Trong những ngày qua, tình hình phát hiện những trường hợp nhiễm virus Zika đã lên đến mức đáng ngại tại Việt Nam, khiến giới chức y tế phải tìm những biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Tạp chí Sức khỏe Đời sống tuần này, Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu về những diễn tiến mới của bệnh dịch tại Việt Nam. Kể từ khi phát hiện hai trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên vào hồi đầu tháng 4 vừa qua, tính đến ngày 1 tháng 11, Việt Nam đã xác định có 23 trường hợp nhiễm virus Zika, theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam. Hôm 30 tháng 10, Bộ Y tế cũng xác nhận trẻ sơ sinh bị mắc bệnh đầu nhỏ do nhiễm virus Zika đầu tiên ở Việt Nam. Hầu hết các ca nhiễm virus đều phát hiện ở khu vực miền Trung và Nam Việt Nam. Virus Zika lây truyền vào người theo đường máu do muỗi Aedes là loại muỗi truyền sốt xuất huyết rất phổ biến tại Việt Nam, nhất là tại khu vực miền Trung và Nam. Trước những diễn tiến mới của bệnh dịch, Bộ Y tế đã tiến hành họp khẩn cấp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 31 tháng 10 nhằm tìm kiếm các giải pháp hạn chế sự lây lan của virus Zika. Báo chí trong nước trích lời ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tìm các biện pháp cụ thể để bảo vệ phụ nữ mang thai trong giai đoạn này. Bộ Y tế cũng nâng mức cảnh báo dịch do virus Zika, tiến hành chiến dịch truyền thông đến người dân ở những khu vực từng có dịch sốt xuất huyết, đến những người đã đi đến vùng dịch, nhất là đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Ông Trần Đắc Phu cũng cho biết Bộ Y tế chưa khuyến cáo hạn chế đi lại. Song ông cũng nói phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Chị Thái Bình, một phụ nữ ở Hà Nội, đã có hai con nhỏ và dự định có thai trong thời gian tới cho biết nhiều người dân cũng như chị đã tìm hiểu rất kỹ những thông tin về dịch này. Thực ra thì bây giờ là nếu mà nhìn thấy bạn này mà ra đường thì ai cũng nhìn là bị Zika.
Bởi vì khi mà đưa lên mạng, đưa lên trạm TV, không phải truyền thông đấy, thì người ta đã thấy điện đến người già, người trẻ, người ta đều biết là đầu nhỏ là bị Zika chứ. Mọi người chỉ khi mà có thai được, mọi người không gần những người đang ốm ho sốt chẳng biết gì đấy, không mong muốn. Còn cái gần mũi đốt thì đúng là cái không mong muốn. Còn ai biết được là khi mà bị cái triệu chứng biết như thế thì bao giờ người ta cũng đi kiểm tra và hỏi ý kiến bác sĩ. Bản thân chị Bình có một bé trai 16 tháng tuổi bị bệnh đầu nhỏ, nhưng các xét nghiệm tại Việt Nam đều xác nhận con chị không bị nhiễm Zika mà bị bệnh đầu nhỏ từ một nguyên nhân khác. Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, virus Zika đã được các bác sĩ nhận biết từ lâu là loại có thể lây lan qua mũi truyền sốt xuất huyết. Tuy nhiên, theo ông, trước kia dịch bệnh này chưa được lưu tâm chú ý ở Việt Nam. Cái này thì mình không có được gì, không được học, không được loại, nhưng cái con virus này là nó cùng nhóm với con virus dengue, nó được truyền bằng con mũi của con virus dengue. Đấy, thành gì thì nó không có xa lạ như ở trong cùng cái nhóm. Mình không để ý, mình không có chú tâm đến phát hiện thôi, cho người ta biết con virus đấy chứ. Nhưng mà mình không có thể hồi đấy chưa có kỹ thuật hoặc là không chú ý tới, không làm. Chỉ biết là nó nằm ở trong cái nhóm của virus dengue. Virus Zika cũng mới chỉ được nói đến nhiều trên thế giới trong khoảng thời gian một năm gần đây, khi thế giới phát hiện những gia tăng bất thường, các ca trẻ sơ sinh bị mắc bệnh đầu nhỏ tại Brazil. Trẻ mắc bệnh này có não và đầu không phát triển bình thường. Virus Zika lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1947 ở vùng rừng có tên là Zika ở Uganda, châu Phi. Nhưng vào lúc đó, virus này thực sự không làm cho con người quá bận tâm. Tại Brazil, quốc gia đang phải đối mặt với sự bùng phát của bệnh dịch, đã có đến hơn 4.000 trẻ sơ sinh bị hội chứng đầu nhỏ kể từ tháng 10 năm 2015 tính cho đến đầu năm nay. Trước đó, mỗi năm nước này chỉ ghi nhận vài trăm ca. Giải thích về điều này, bác sĩ Marcy Treadwell, chuyên khoa phụ sản thuộc trường Đại học Michigan, Hoa Kỳ cho biết. So we know that this virus, you know, has spread to Brazil. It wasn't. Chúng ta biết là loại virus này đã lây lan ở Brazil, nhưng rất có thể nó không xuất phát từ Brazil. Nó có thể là một loại virus tương đối mới ở đây. Nhưng virus này cũng đã có mặt ở đây một thời gian và có thể đã có những người nhiễm virus này khi họ còn trẻ, có thể là không phải khi họ có thai. Rất có thể người dân đã bị nhiễm virus khi họ còn nhỏ. Và cho đến khi họ lớn lên và có thai thì họ đã miễn nhiễm với virus này rồi, cho nên trẻ sơ sinh không bị lây nhiễm. Bây giờ, khi người ta bị nhiễm virus khi đã trưởng thành và đang trong quá trình mang thai, thì bây giờ chúng ta thấy hậu quả xảy ra nơi trẻ. Cho nên, không hẳn là loại virus này không gây bệnh trước kia, nhưng khi người ta bị nhiễm virus thì chúng tôi chưa biết về mối liên quan giữa bệnh đầu nhỏ ở trẻ và virus. Bây giờ, chúng tôi thấy nhiều trẻ sinh ra ở Brazil bị chứng đầu nhỏ, nặng, và mọi người bắt đầu đi tìm câu trả lời tại sao, và dường như câu trả lời nằm ở sự liên quan đến virus Zika khi các bà mẹ mang thai. Do đó, bây giờ thế giới mới bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề này. Tờ Washington Post hôm 17 tháng 10 trích lời giáo sư Marcia Castro thuộc Trường Đại học Y tế Cộng đồng Đại học Harvard cho rằng Zika cũng đã xuất hiện ở nhiều vùng thuộc khu vực Đông Nam Á, nhưng trước đó không được xác định là có liên quan đến dị tật đầu nhỏ. Những nghiên cứu trước đó cũng cho thấy virus này đã gây ra sốt ở khu vực đảo Java của Indonesia từ hồi những năm 1980, và có thể đã khiến một số người tại đây phát triển khả năng miễn nhiễm với loại virus này. Trước những diễn tiến phức tạp của bệnh dịch, vào ngày 28 tháng 1 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng cảnh báo về virus Zika đang lây lan mạnh ở châu Mỹ. Người đứng đầu tổ chức này, bác sĩ Margaret Chan, cho biết bà rất quan ngại về tình hình đang diễn tiến nhanh chóng của bệnh dịch và cảnh báo về khả năng virus sẽ lây lan khắp thế giới vì loại mũi mang virus này có mặt ở hầu khắp các châu lục. Không lâu sau cảnh báo của WHO, bệnh dịch cũng đã lan đến Mỹ, rồi châu Á. Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, các nước như Singapore, Thái Lan và Malaysia cũng đã xác định hàng trăm trường hợp nhiễm virus Zika.
Thái Lan mới đây cũng phát hiện 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị hội chứng đầu nhỏ do Zika. Hồi cuối tháng trước, Cơ quan Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ đã cảnh báo những phụ nữ có thai nên tránh đến những nước Đông Nam Á đang có dịch bệnh. Trong khi các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tìm cách nghiên cứu để tìm hiểu thêm về cơ chế gây bệnh của virus Zika đối với các bà mẹ và trẻ sơ sinh, các bác sĩ cũng đưa ra những cảnh báo nhất định về sự nguy hiểm của virus này, bác sĩ Marcy Trotwell cho biết. Vào lúc này, điều chúng tôi biết được là loại virus này khi lây nhiễm vào bà mẹ có thai thì có liên quan đến chứng đầu nhỏ ở trẻ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thấy có những trường hợp sảy thai và phát hiện virus này trong nhau thai, và có thể là virus này cũng có liên quan đến chuyện bị sảy thai. Website của Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra một loạt những khuyến cáo đối với các bà mẹ đang có thai hoặc những phụ nữ dự định có thai. Theo khuyến cáo, những người đi và về từ vùng dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có những biểu hiện như sốt, phát ban thì cần phải đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người đang sinh sống hoặc đến từ vùng có dịch nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không có quan hệ tình dục trong suốt quá trình mang thai hoặc dự định có thai hoặc ít nhất trong 6 tháng để đề phòng lây truyền Zika qua đường tình dục. Những phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng dịch mà có những dấu hiệu sốt hoặc phát ban hoặc có ít nhất một trong số các triệu chứng đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mắt cũng cần được xét nghiệm virus Zika. Bộ Y tế Việt Nam cũng vận động chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng, khuyến khích người dân ngủ màn, dùng kem xua muỗi để phòng chống dịch bệnh lây lan. Đối với những trường hợp không may có con bị hội chứng đầu nhỏ, được xác định là do Zika, các bác sĩ cũng khuyên các bà mẹ không nên quá lo lắng, mặc dù hiện tại thế giới vẫn chưa có phương pháp điều trị đảo ngược được hoàn toàn tình trạng bệnh. Bác sĩ Treadwell giải thích. Không có lý do gì để chúng ta cho rằng trẻ bị bệnh này thì không thể sống sót, nhưng đây không phải là bệnh không thể tránh. Trẻ bị bệnh đầu nhỏ có thể sống rất lâu, và trong những trường hợp bị nhẹ thì các em vẫn phát triển bình thường. Những trẻ khác bị nặng hơn thì có thể dẫn đến chậm phát triển trí não và có một số vấn đề y tế khác, và do đó ảnh hưởng đến việc các em sống có lâu hay không. Nhưng điều này không có nghĩa là các em không thể sống được. Trẻ bị chứng đầu nhỏ hoàn toàn có thể sống, tất cả phụ thuộc vào mức độ bệnh mà trẻ sống lâu hay không và sự phát triển tương lai của các em. Hiện các nhà khoa học trên thế giới cũng đang nghiên cứu để tìm ra loại vaccine phòng chống virus Zika. Viện Y tế Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu cho thử nghiệm lâm sàng vaccine mới. Giám đốc viện bác sĩ Anthony Fauci cho biết những kết quả thử nghiệm ban đầu trên động vật của vaccine mới là rất đáng khích lệ. Và do vậy, viện đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, cho đến lúc này, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được lúc nào thì vaccine này mới có thể sẵn sàng để sử dụng rộng rãi. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cố Tổng thống Ferdinand Marcos từng bị coi là một nhà độc tài trong mắt người dân Philippines, có thể được mai táng như một người hùng. Tòa án tối cao đã ra quyết định vào ngày thứ ba trong một phán quyết gây tranh cãi mà các nhà phê bình cho biết sẽ minh oan tội ác của ông Ferdinand Marcos và phân hóa trầm trọng giữa quốc gia.
Quyết định này được đưa ra bởi Tổng thống Rodrigo Duterte để cho phép chôn cất tại nghĩa trang của các vị anh hùng ở Manila, ba thập kỷ sau khi cuộc nổi dậy mang tên Quyền lực Nhân dân đã buộc ông Ferdinand Marcos sống lưu vong ở Hoa Kỳ và nền dân chủ của Philippines được phục hồi. Marcos cai trị Philippines trong hai thập kỷ cho đến khi bị lật đổ. Theo các nhà điều tra và các nhà sử học, thì ông Ferdinand Marcos cùng với vợ bà Imelda Marcos và gia quyến của họ đã thâu tóm đến 10 tỷ đô la từ quỹ nhà nước trong thời gian ông Ferdinand Marcos cầm quyền. Nhà độc tài Ferdinand Marcos cũng vi phạm nhân quyền. Để duy trì kiểm soát của ông và làm cho hàng ngàn người thiệt mạng do bị tra tấn. Cơ quan giám sát minh bạch quốc tế năm 2004 đã đưa tên Ferdinand Marcos là lãnh đạo tham nhũng nhất, đứng thứ hai chỉ sau nhà độc tài Suharto của Indonesia. Lãnh đạo đối lập Campuchia ông Sam Rainsy đã bị phạt vắng mặt vào hôm thứ Ba với cáo buộc rằng đã tuyên bố Thủ tướng Hun Sen tạo ra những con số like giả mạo trên trang Facebook của ông nhằm lôi kéo người dân trước cuộc bầu cử vào năm 2018. Thủ tướng Hun Sen đã thực hiện bước nhảy vọt trong lĩnh vực kỹ thuật số để vận động bầu cử so với các lãnh đạo trong khu vực. Trang Facebook của ông Hun Sen lên đến hơn 6 triệu người nhấn nút like, trong khi Sam Rainsy chỉ có 3,3 triệu. Một tòa án tại Phnom Penh tuyên bố Sam Rainsy mang tội phỉ báng về phương tiện truyền thông xã hội khi cáo buộc ông Hun Sen tạo ra các nút like giả mạo. Tòa án ra lệnh Sam Rainsy phải trả tổng cộng 6.250 đô la tiền phạt và bồi thường. Luật sư của Sam Rainsy cho biết phe đối lập đã lên kế hoạch kháng cáo. Và sau cùng, thưa quý vị, 11 thớt voi được mang đến từ thủ phủ Ayutthaya của Thái Lan để tôn vinh Đức vua Bhumibol Adulyadej trong khi tang lễ của ngài đang được tiến hành. Hãng tin Reuters miêu tả những chú voi này được chọn lọc kỹ lưỡng để đưa về hoàng cung nhằm chiêm bái nhà vua, người được nhân dân Thái Lan hết lòng tôn kính. Những chú voi hóa trang thành bạch tượng được huấn luyện thuần thục và quan cảnh các chú voi này đi vào hoàng gia quỳ trước long thể của vua được hệ thống truyền hình Thái trực tiếp chiếu cho người dân cả nước chứng kiến. Một chú voi mang trên lưng di ảnh của Đức vua Bhumibol Adulyadej và người nài voi tuyên bố với Reuters rằng cả đời ông chỉ mong được giây phút linh thiêng này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của ông đối với vị quốc vương vừa quá cố. Chính phủ Thái Lan quyết định quàng thi thể của Đức vua trong suốt một năm tại hoàng cung để nhân dân đến kính viếng ngài. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Trong liên tục 2 năm qua, các viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại, vốn là vai trò của ngành ngoại giao hay người đứng đầu chính phủ. Các viên chức này là những người thuần túy hoạt động đảng, chứ không giữ chức vụ gì trong chính phủ. Điều gì đang xảy ra đằng sau những hoạt động này? Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về sự thay đổi. Kính Hòa thực hiện. Ông Đặng Xương Hùng, từng là cán bộ ngoại giao Việt Nam, từng là đảng viên Cộng sản, nay bỏ đảng và tị nạn tại Thụy Sĩ, nhận định về sự xuất hiện liên tục của các cán bộ đảng Cộng sản cao cấp trong hoạt động đối ngoại. Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng mong muốn chứng tỏ cho dư luận biết rằng là các chính phủ trên thế giới, trong đó có cả Mỹ, đều công nhận cái sự khác biệt về chế độ, tức là họ có công nhận một chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Giáo sư Vũ Tường giảng dạy tại khoa chính trị Đại học Oregon ở Mỹ phân tích thêm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong những hoạt động của nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây. Từ 2010-2012 là ông Nguyễn Trọng lên đó, đảng đã có cái xu hướng là muốn tăng cường cái vai trò lãnh đạo của đảng đối với các động của nhà nước, lĩnh vực ngoại giao cho đến lĩnh vực kinh tế đến lĩnh vực nội chính. Theo tôi đọc các tài liệu của đảng đó, thì là họ nói là cái sự tăng cường quan hệ đối ngoại của đảng này, mục đích của nó là để các nước tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam và do đảng lãnh đạo. Tại vì là trong cái quá trình mà kinh tế chuyển qua cái thị trường đó, vai trò của đảng nó bị lu mờ rất nhiều so với vai trò của nhà nước. Ví dụ như là so sánh với ông Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tấn Dũng thì nước ngoài họ biết đến Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều mà họ không biết Nguyễn Phú Trọng là ai cả, hay là Nông Đức Mạnh chứ không. Giáo sư Tường cũng nói thêm là hoạt động đối ngoại của đảng
là cũng nhằm để giải quyết những bất đồng với các nước có thể chế tương tự với Việt Nam như Trung Quốc. Theo quan sát của ông thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện đến 17 chuyến viếng thăm ra nước ngoài. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Pháp là ông Nguyễn Gia Kiển, người thành lập tổ chức Tập hợp Dân chủ Đa nguyên tranh đấu cho chính trị đa đảng tại Việt Nam, bình luận rằng mô hình phân biệt đảng và nhà nước ở Việt Nam đang bị thay đổi. Chính sách mà phân biệt đảng và nhà nước đưa tới tình trạng là ông Nguyễn Tân Dũng đó làm thủ tướng và bất chấp cái bộ chính trị. Cho nên cái khuynh hướng hiện nay và đã được công khai hóa là nhất thể hóa chính trị cái chính sách cầm quyền tại Việt Nam. Cái điều đó có nghĩa là họ trở lại với cái mô hình mà Đảng Cộng sản đã bỏ đi từ năm 1986 với cái đợt mở cửa, tức là phân biệt đảng và nhà nước. Nhưng riêng trong lĩnh vực ngoại giao, ông Đặng Xương Hùng cho rằng thực ra không có thay đổi gì. Khi được hỏi rằng liệu tới đây vai trò của các viên chức Bộ Ngoại giao có bị lép đi so với các viên chức đảng phụ trách đối ngoại hay không, ông Đặng Xương Hùng không cho là như thế. Theo như quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là những cái chuyến đi như đi của ông Trọng rồi ông Huynh thì cũng là do cái sự sắp xếp, do sự dàn xếp của ngoại giao Việt Nam với phía Mỹ. Bởi vì cái sự quản lý đối ngoại của Việt Nam thì nó cũng từ lâu nay nó vẫn như thế thôi. Tức là mọi các hoạt động đối ngoại của Việt Nam đều phải thông qua Ban Bí Thư rồi Bộ Chính trị hết. Trở lại việc thay đổi mô hình, tách biệt hoạt động nhà nước và Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Gia Kiển cho rằng còn có một lý do nữa là sự lúng túng trong phương hướng điều hành, lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản. Họ thấy rằng cái chủ nghĩa Mác Lênin nó bị chối bỏ. Chính sự cái định hướng tiến tới xã hội chủ nghĩa nó không còn hợp thời nữa. Và họ cố thủ trên cái đường lối đó. Và họ thấy rằng cái điều chỉ có một cách là trở lại cái mô hình cũ. Những ai mà đọc nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 và cái bài diễn văn bế mạc của ông Tổng Bí Thư thì đều thấy là họ phải làm những cái việc không muốn làm. Ví dụ như là họ nói rằng cái nguyên nhân gây ra cái sự những khó khăn của kinh tế hiện nay là vì đầu tư công quá nhiều. Nhưng mà cuối cái bản phúc trình đó thì họ lại nói rằng muốn kinh tế giữ được cái mức độ tăng trưởng thì phải tăng thêm đầu tư công. Sự xuất hiện của các viên chức cao cấp của đảng trên trường ngoại giao quốc tế cũng được ông Đặng Xương Hùng cho là có một lý do thứ hai, là thể hiện sức mạnh của các nhân vật ấy trong cuộc đấu tranh nội bộ của đảng. Cái đó nó thể hiện cái đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo Việt Nam trong cái việc quản lý chính quyền cũng như là cai trị đất nước. Thế thì các nhân vật vừa rồi thì có các nhân vật như Phạm Quang Nghị, rồi Đinh Thế Huynh, rồi Phạm Nguyễn Phú Trọng là tham gia vào những cái hoạt động ngoại giao có tính chất nổi bật để mà thể hiện. Có những viên chức sau khi thực hiện một chuyến đi quan trọng tại nước ngoài, như ông Phạm Quang Nghị, lại bị thất bại khi trở về Việt Nam. Từ khi Việt Nam mở cửa về kinh tế vào năm 1986, nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước cho rằng vai trò của chính phủ Việt Nam ngày càng lên cao. Trước những diễn biến mới, khi Đảng Cộng sản đang muốn tăng cường sự quản lý của họ lên mọi hoạt động của nhà nước, giáo sư Vũ Tường nhận định. Đương nhiên là đó là cái việc ông Trọng và các ban đảng của ông muốn, nhưng mà còn họ có làm được hay không thì là chuyện khác. Ông ta đã vung tay quá trán, nghĩa là ông ta không có đủ cái quyền lực cá nhân để tạo ra thay đổi, nhưng có thể tạo ra được một chút thay đổi nào đó trong nhất thời, nhưng mà cũng sẽ không đủ cái lực cá nhân mà tạo ra cái thay đổi. Ngay sau khi Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, người ta thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không còn giữ một cương vị nào nữa trong Đảng Cộng sản cũng như trong chính phủ. Ngay sau đó, xảy ra một loạt vụ án kinh tế liên quan đến những người điều hành của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam nằm dưới quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Đó là vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, bị cách chức. Trong khi đó thì ông Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất nước cũng bị chỉ trích, dù không chính thức, là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chuyện tham nhũng ở Tập đoàn Dầu khí. Giáo sư Vũ Tường dù cho biết là ông không có nhiều thông tin, nhưng ông cho rằng ông Thăng là một người thuộc nhóm chính phủ của ông Dũng mà nhóm viên chức đảng đang muốn loại trừ. Về quan hệ giữa đảng và chính phủ, gần đây trên tạp chí chuyên về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là Tạp chí Cộng sản, có đề cập một cách không chính thức chuyện nhất thể hóa bộ máy đảng và nhà nước. Theo giáo sư Vũ Tường thì chuyện đó khó có thể xảy ra vì hiện không có một gương mặt nào đủ mạnh của nhóm cán bộ đảng có thể làm được điều đó. Giáo sư Tường nói thêm là chuyện như vậy có thể xảy ra do một nhân vật nào đó có nhiều quyền lực trong ngành công an hay quân đội,
hay phải có nhiều tiềm lực kinh tế như ông Đinh La Thăng. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Đặng Xuân Hùng vào ngày 3 tháng 10. Ông Hùng cho biết nhận định của ông về cuộc tranh chấp giữa nhóm đảng và chính phủ. Rồi sau này sẽ có rất nhiều những cái nhân vật tự trốn đi được rồi. Thực ra nó có thể thấy rằng là cái sự gọi là áp đặt khống chế hoàn toàn của Nguyễn Phú Trọng không hẳn là có hiệu quả. Cái chuyện Trịnh Xuân Thanh cũng như là Vũ Huy Hoàng cũng như sau này nếu mà có những cái gì xảy ra thì cũng chúng ta cũng thấy rằng là cái sự phản ứng của cái phe chính phủ nó cũng không hẳn là lép vế hoàn toàn, phe của ông Trọng cũng không hẳn là áp đảo. Ngày 5 tháng 10, báo chí Việt Nam loan tin rằng ông Vũ Đình Duy, một cán bộ quản lý cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, là người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối tài chính ở một nhà máy do tập đoàn này quản lý. Bài báo trên báo Thanh Niên viết rằng cơ quan chủ quản của ông Duy là Bộ Công Thương cho biết ông không có mặt ở Việt Nam nhưng không biết ông đi đâu. Trong nỗ lực giữ sạch môi trường, Việt Nam cho công bố danh sách các dự án có nhiều khả năng cũng như nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu phải báo cáo cụ thể về việc phát thải cuối năm nay. Thanh Trúc mời quý vị tìm hiểu chi tiết trong bài sau đây. Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố danh sách các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm, trong đó tên những công ty kinh doanh hàng đầu được nêu ra là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Thép, Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Giấy. Bên cạnh đó, tên 12 nhà máy điện và dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên cũng được đưa vào danh sách này. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nói rằng đã có sản xuất thì mặt trái của nó là chất thải, mà các chất thải đó có khả năng làm cho môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, v.v. bị ô nhiễm nếu như không có các giải pháp cần thiết. Vẫn theo lời ông, công khai danh sách các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, đặc biệt các tập đoàn kinh doanh lớn, là một việc làm nghiêm túc, không chỉ đối với các đại công ty đó, mà kể cả những dự án công nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một cảnh báo tốt, ông khẳng định tiếp, còn chuyện báo cáo hay không thì những quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam đã nói rất rõ. Tức là những cái nhà máy xí nghiệp có những cái nguồn ô nhiễm đến một mức độ nào đó thì phải có những kế hoạch tự quan trắc và tự thông báo cái kết quả quan trắc của mình với các cơ quan quản lý các cấp để có thể là từng bước một ngăn chặn những sự cố, ngăn chặn những mức quá tải hay quá gây ô nhiễm đối với cái hoạt động sản xuất của họ. Ngoài yêu cầu các dự án có tên phải thẩm tra việc phát ra chất thải, phải thực hiện các giải pháp cần thiết để sự phát thải phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia. Điều này được tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh giải thích. Tức là Việt Nam bây giờ có cái quy chuẩn bắt buộc phải tuân thủ rồi. Ví dụ nếu mà thải cái lượng nước thải với cái hàm lượng nào đó thì phải tuân thủ, không phải xử lý để làm sao cho nó không được vượt cái mức quy định của chúng ta đối với lại nước thải, lại khí thải, tiếng ồn hay là rác thải, rất là những rác thải nguy hại vân vân. Thì từ trước hôm nay là đã có những yêu cầu và nhiều nơi đã thực hiện tốt rồi. Thì bây giờ là nhắc lại với nhau và yêu cầu rất cao hơn, chặt chẽ hơn để cho các cái đơn vị sản xuất kinh doanh đó thực hiện nghiêm chỉnh. Hơn thế nữa là nó đáp ứng được cái sự mong mỏi của cộng đồng và phải quản lý chặt chẽ tất cả cái chuyện đó. Tất nhiên là trong khi làm như vậy thì cũng có những cái chưa được rút kinh nghiệm đối với công tác quản lý hoặc là cái sự phối hợp giữa các bộ ngành với các địa phương cũng như là cái chuyện là truyền thông để cho cộng đồng hiểu biết về vấn đề. Chúng tôi cũng đã học và cũng đã học là đối với việc cái việc quản lý môi trường, phòng chống ô nhiễm, bây giờ thì biến đổi khí hậu vân vân, cho nên là cũng đang rất là cố gắng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Đại học Cần Thơ, cho rằng công khai danh sách các tập đoàn lớn có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường là một bước tiến và một sự công nhận vô cùng quan trọng. Bây giờ Bộ Công Thương đã công nhận là những dự án liên quan tới năng lượng, liên quan tới sản xuất công nghiệp nặng đã gây ô nhiễm và đã có rất nhiều cái bài học nhãn tiền từ Bắc xuống Nam liên quan tới các công nghiệp này. Và đồng thời những cái công nghiệp phát triển sắp tới ở đồng bằng sông Cửu Long, ở vùng ven biển miền Trung và một số tỉnh thành ở phía Bắc nữa đang có nguy cơ là những cái nơi phát thải chất ô nhiễm mà ảnh hưởng tới cộng đồng. Có rất nhiều bài học đã xảy ra rồi. Và một trong những bài học chẳng đặng đừng là danh sách cụ thể hình thành từ phản biện của giới khoa học gia cũng như từ phản ảnh của dư luận, báo chí và người dân bao lâu nay.
với cái tinh thần không thể nào mà tránh khỏi ra những cái bằng chứng khoa học như vậy đó, thì đây là bước tiến rất dài, khác với những cái quan điểm ngày xưa mà người ta cứ nghĩ tới vấn đề phát triển kinh tế mà bỏ qua các vấn đề về môi trường và những tác động xã hội với cộng đồng. Thì theo tôi đây là một cái điều mà các nhà đầu tư rồi các cái công ty lớn của nhà nước phải cẩn thận hơn và phải áp dụng ra những cái biện pháp kỹ thuật cũng như là các giải pháp mà kiểm soát nhằm hạn chế những cái tác động tiêu cực của các nhà máy nêu ra. Danh sách của Bộ Công Thương, tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói tiếp, đồng thời cũng là lời cảnh báo đến chính quyền địa phương các cấp là phải hết sức thận trọng trước khi chấp thuận cho những dự án đầu tư và sản xuất được hoạt động trong địa bàn tỉnh nhà. Chúng ta không thể nào mà đánh đổi cái sự phát triển kinh tế cho các vấn đề về môi trường và cái hệ sinh thái vốn đã ngày càng xuống cấp, một số nơi đã đi tới cái khả năng mà khó hồi phục được. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái nhận thức của lãnh đạo ở cấp trung ương và một số tỉnh thành. Từ nhận thức này, ông nói trong tương lai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm sẽ càng ngày càng chặt chẽ hơn. Sẽ có sự tham gia của các cộng đồng liên quan tới hoạt động của các nhà máy hoặc khu công nghiệp. Việt Nam đã có luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước và nhiều văn bản hay dự luật khác về đánh giá tác động môi trường. Thực tế, những điều luật hay quy định này có được tuân thủ hay không? Tiến sĩ Lê Anh Tuấn. Việc thực thi những cái luật đó thì nó chưa được chặt chẽ, cũng chưa có những cái cơ chế phạt một cách mạnh mẽ đối với những cái hoạt động mà gây ô nhiễm như vậy. Và đồng thời một thời gian dài chính quyền của các nơi thì họ cũng đã làm lơ cho những cái hoạt động mà kiểm soát ô nhiễm ở khu vực của mình để mục đích là thu hút những cái đầu tư công nghiệp để tăng thu nhập cho các địa phương hoặc là đem nộp về trung ương. Thì cái chủ trương không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế thì gần đây chúng ta mới nói tới nhiều, mặc dù là các điều luật và các cái quy định về pháp luật thì về môi trường thì trước đó đã có rồi. Và các cái điều luật này nó tiếp tục bị được sửa đổi theo cái hướng như vậy. Tóm lại, phát triển kinh tế mà muốn bền vững và hiệu quả thì phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường cho có hiệu quả. Danh sách các dự án có nguy cơ cao và khả năng cao gây ô nhiễm môi trường mà Bộ Công Thương công bố tuần trước là bước khởi đầu nhằm tháo gỡ những nguy hại và bất cập trong sản xuất kinh doanh của khu vực công nghiệp nặng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn kết luận. Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu các dự án có tên trong danh sách phải báo cáo kế hoạch phát thải của công ty vào thời gian cuối năm 2016 này. Việt Nam đã thực thi kê khai tài sản của các cán bộ công chức có chức vụ quyền hạn trong 10 năm qua. Việc không phát hiện cán bộ công chức có thu nhập bất minh được cho là do chưa có cơ chế kiểm soát. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan. Theo tinh thần luật phòng chống tham nhũng 2005 được sửa đổi lần sau cùng năm 2012, biện pháp minh bạch tài sản và thu nhập là một trong những công cụ để có thể phòng chống tham nhũng. Tuy vậy, biện pháp kê khai tài sản thu nhập mỗi năm được cho là đã trở thành hình thức và không giúp phát hiện thu nhập bất minh hoặc tài sản do tham nhũng mà có được. Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 đương nhiệm, ngày 28 tháng 10, 2016, ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ, báo cáo năm nay có 1 triệu người kê khai tài sản, đạt tỷ lệ hơn 99% và chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực. Ngày 31 tháng 10, 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Thanh tra Chính phủ, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng được Vietnamnet dẫn lời, nói rằng, kê khai tài sản mà không quản lý được, kê khai mà không công khai, thì kê khai để làm gì? Ông Đạt còn tiết lộ một thực trạng, các quan chức khi kê khai tài sản đều khai đó là tài sản của người khác, không phải của mình. Phát biểu của Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng thể hiện sự kiện, Việt Nam chưa có cơ chế để giám sát vấn đề kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: kê khai thì đúng là ai cũng phải kê khai, những cán bộ công chức, những người có chức, có quyền. Nhưng mà bên cạnh đó để làm sao, tức là mình phải có nhiều cái biện pháp, ví dụ như quản lý dòng tiền chẳng hạn, tức là từ ngân hàng
tức là phải có một cái không sử dụng tiền mặt. Và cái thứ hai đó đó là phải có những cái quy chế để quản lý đối với cán bộ công chức. Tức là họ phải kê khai không trung thực á, sau khi được phát hiện á thì phải xử lý kỷ luật và xử lý hành chính, và thậm chí là xử lý về mặt hình sự nữa, thì nó mới mang một cái chế tài. Nếu mà chúng ta ban hành luật mà không có một cái cơ chế kiểm soát về cái quyền lực á thì nó dễ sinh ra làm quyền. Chứ còn với cái cách làm hiện nay mà không có một cái cơ chế thì đó chỉ là một cái hình thức thôi. Trên thực tế, Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đã soạn thảo đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền để tạo cơ chế thực thi luật phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên dự thảo đề án này bị ách tắc ở Bộ Tư pháp và cho đến nay vẫn chỉ là các thông tin nhỏ giọt trên báo chí. Bản dự thảo đề án giao nhiều nhiệm vụ cho hai Bộ Tư pháp và Tài chính cũng như Ngân hàng Nhà nước, điển hình như tiến tới mọi hình thức chi trả từ ngân sách phải qua tài khoản ngân hàng, đặc biệt với người có chức quyền. Điểm đáng chú ý là phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức có quyền từ khi được bầu cử hoặc được bổ nhiệm đến 5 năm sau khi người có chức vụ, quyền hạn, nghỉ hưu. Dự kiến lộ trình thực hiện chia làm 3 giai đoạn, thứ nhất từ 2014 đến 2016, tập trung kiểm soát thu nhập người có chức quyền ở địa phương, từ phó chủ tịch huyện và tương đương trở lên. Các cơ quan nhà nước ở trung ương từ phó vụ trưởng và tương đương trở lên. Giai đoạn 2 từ 2017 đến 2020 tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật và điều kiện thực hiện việc kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn và mở rộng diện kiểm soát. Và giai đoạn 3 sau năm 2020 thực hiện việc kiểm tra thu nhập đối với toàn bộ người có chức vụ quyền hạn. Tại sao đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền bị nằm trong ngăn kéo của Bộ Tư pháp cho đến nay vẫn chưa có ý kiến gì? Các thông tin rò rỉ trên báo chí cho thấy một vài điều đáng chú ý. Đó là sự kiện bản dự thảo đề án khẳng định minh bạch tài sản, thu nhập được coi là giải pháp then chốt, trọng tâm trong phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành của Việt Nam có thể chưa hoàn toàn tương ứng để áp dụng. Nhà báo tự do Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe từ Hà Nội trình bày ý kiến về việc kê khai tài sản thu nhập và phòng chống tham nhũng không đem lại kết quả. Ông nói. Nói với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ta đánh ta mà, chống tham nhũng là ta đánh ta mà. Việc mà một cái cơ quan thanh tra để mà kiểm tra những cái đối tượng kia có tham nhũng hay không thì đó cũng là ta đánh ta. Thì làm sao mà có thể phát hiện được tham nhũng anh? Thì cái gốc của vấn đề là do cơ chế, tức là ta kiểm tra ta, ta muốn đánh ta, mà ta muốn đánh ta được thì nó khó trở thành hiện thực lắm. Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trả lời Vietnamnet ngày 31 tháng 10, 2016 đã tiết lộ một thông tin đáng chú ý. Theo đó, Ban soạn thảo đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền lúc đầu muốn làm theo hướng nước ngoài, tức là kiểm tra tài sản thu nhập ở trên, trước, dưới, sau và từ trong ra ngoài. Bà Thủy giải thích là ban soạn thảo dự tính xây dựng đề án theo hướng kiểm tra giám sát kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Nhưng sau có nhiều ý kiến đề nghị quy định kiểm tra giám sát cả cấp ủy, các cấp nữa. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Theo tôi đó là mình phải làm từ trên làm xuống, chứ không nên nó làm từ dưới làm lên. Tức là những người từ cấp cao nhất là phải làm từ trên xuống dưới thì nó mới nghiêm minh được, chứ còn làm nó là những cái cấp và chung chung thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Trước hết là phải làm từ trên xuống dưới, tức là nước giống như dòng nước chảy đó, là mình chảy từ trên xuống dưới, chứ không bao giờ nước mà nó chảy từ dưới rồi chảy lên trên được. Thì muốn làm một cái chuyện đó đó thì tôi nghĩ rằng là giống như một cái dòng nước chảy đó thì nó mới thành công được. Chứ còn với cách làm hiện nay đó là rất là khó. Quyền lực đẻ ra tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn điều gọi là nhốt quyền lực trong lồng luật pháp. Phải chăng Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam sẽ đi theo hướng cải cách này trong thời gian tới? Nhưng những người quan tâm đến vận mệnh đất nước cho rằng đã đến lúc không thể tiếp tục trì hoãn
việc kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ và quyền hạn.